22 tháng 12 tại Hà Nội, VNPT Technology đã tổ chức buổi lễ ra mắt thiết bị Smartbox 2, thiết bị giải trí giáo dục thông minh và dịch vụ truyền hình Internet TVOD. Tại buổi lễ, đại diện VNPT Technology đã giới thiệu đến đông đảo khách mời tham dự chương trình những tiện ích, tính năng của hai sản phẩm Smartbox 2 và TVOD. Khách mời tham dự chương trình cũng có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm để đưa ra những nhận xét đánh giá tại gian hàng của VNPT Technology. Smartbox 2 và TVOD là thành quả của quá trình nghiên cứu phát triển lâu dài của các kỹ sư VNPT Technology, công ty chủ lực của tập đoàn VNPT trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ, công nghiệp điện tử viễn thông và công nghệ thông tin. Đi cùng với sự phát triển của IoT, Internet of Things, Big Data, các thiết bị và dịch vụ trên nền Internet cũng là một xu hướng công nghệ ngày càng được chú trọng phát triển nhằm hướng tới phục vụ ngày một tốt hơn, đa dạng hơn nhu cầu của con người trong thời đại số. Smartbox 2 và TVOD là thiết bị và dịch vụ được phát triển trên nền Internet tiện ích với môi trường Việt Nam. Một nhóm các kỹ sư của trường đại học Berkeley ở